bạn hình dung gì về ngôi nhà mơ ước? Một vùng đất đắc địa vượng khí tài lộc, một nơi sống trong lành, tiện nghi, tiện ích và đầy cơ hội phát triển. Đó chính là Game Sky World, khu đô thị thương mại giải trí ấn tượng bậc nhất tại Long Thành, Đồng Nai. Vùng đất được Master Kỳ, nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam khẳng định, Game Sky World có vị trí giao thông đắc địa. Với diện tích 92,2 hectare, cục đất nằm theo trục Bắc Nam, trong phong thủy gọi là thiên địa định vị, càn khôn trời đất giao thoa. Điểm nhấn của Game Sky World là công viên trung tâm Sky Park rộng 3 hectare, cùng với đó là 6 công viên nội khu nằm hài hòa cùng các tuyến phố thương mại, trung tâm thương mại, nhà phố, biệt thự, trường học, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu y tế. Tổ hợp hơn 200 tiện ích lớn hàng đầu Việt Nam, tất cả được phát triển và kết nối đồng bộ, xứng đáng với danh xưng khu đô thị thương mại giải trí sầm uất bậc nhất Đồng Nai. Cùng gặp gỡ trực tiếp Master Kỳ để được lắng nghe câu chuyện phong thủy bảo địa trong sự kiện đặc biệt diễn ra ngày 24 tháng 7 năm 2022 tại Game Sky World. Kỳ, phong thủy tinh thông, thành công dẫn lối.